Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hen TV. Hôm nay thì quay trở lại và nói chuyện với các bạn. Đây là những cây dâu New Zealand các bạn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Có nhiều bạn thì nói là ủa New Zealand mà của anh thì có quả mà của em chưa có quả. Không biết là bạn đến ở vùng miền nào. Đây các bạn này, nó vừa có quả vừa có ra ngó luôn các bạn nha. Đây các bạn, đây này. Vậy thì nếu như mà dâu của các bạn đang có quả này mà có ngó thì các bạn làm thế nào? Như mình thì mình vẫn khuyên các bạn là những cái dâu nào nó sung tốt thì các bạn cứ để. Ví dụ cây này nó có ngó nó lòng ngoằng đấy các bạn này. Mình sẽ tiến hành là mình cắt cái này đi các bạn này, cắt cái này ngoài đi các bạn nhá. Và như cái này này, mình sẽ vui bởi vì cái cây này rất là thưa. Các bạn thấy không? Đây này. Mình sẽ găm nó là ghim vào đây các bạn này. Các bạn biết ghim thì nó sẽ tự động là nó tìm đất và nó phát triển các bạn nhá. Đấy, có cái một cái là cái dâu nó rất là mạnh ở cái chỗ là nó chỉ cần tìm đất thôi các bạn ạ. Nó tìm cái nguồn đất là nó tìm cái đất là nó găm cái rễ xuống và được cái cây dâu mà cái dâu mẹ nó nuôi một phần và nó hút cái dinh dưỡng một phần là bằng cái rễ, nó phát triển cực kỳ mạnh luôn. Thì có nhiều bạn là lo ngại về cái việc mà có nên để hay không á, thì mình khuyên các bạn là nếu như cái dâu nó tốt á, đây chỗ này này, mình tin tưởng các bạn nhá. Mình găm lại cho các bạn đây. Đây các bạn này. Đây này. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy. Mình găm rất đơn giản thôi. Đó, chỉ cần tìm đất là nó bắn cái rễ xuống thì cái dâu nó đang phát triển mạnh thì các bạn hoàn toàn có thể là biết đâu như này các bạn vẫn tưới phân được nhá. Đấy, như thế bởi vì nó sống bằng cái này mà. Đấy, nó sống là bằng cái này cho nên các bạn là ví dụ có tưới phân như nữa thì không có vấn đề gì hết. Và mình nhắc lại các bạn là trong thời gian cây nuôi quả thì các bạn bảo là tưới thì cứ kali á, thì người ta nói là dùng cái kali trắng thì nó phù hợp với lại cái những cái loại cây ăn quả, nhưng mà phải cách ly các bạn nha. Nhưng mà không, mình khuyên các bạn là cứ bạn cứ bón phân chăm sóc trước chứ đừng có trong cái thời gian này thì đừng có phân cho gì cả. Nên thôi mình khuyên các bạn như vậy. Nếu mà các bạn đã bón humic rồi, phủ xung quanh rồi thì không cần phải thêm cái gì. Và nếu mà nó đang sung quả và nó đang như thế này thì các bạn cứ thu hoạch hết cái đợt thì rồi tính sau ha. Tính sau, nếu mà nói thì chúng ta sẽ bón sau. Nó sau một đợt quả thì thường là cây nó cằn thì chúng ta bón tiếp. Đó, mình sẽ hái dâu này. Nhớ các bạn nha. Các bạn thấy không? Các bạn thấy thì những cái video của mình thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm chứ còn không phải là mình làm những cái gì mà nó không thật đâu. Đây các bạn thấy không? Vừa nuôi quả nha và mình vừa cắm một cái ngó. Đấy các bạn thấy không? Cái ngó này này. Đấy. Nhưng mà cái cây ngó này nó được nuôi bằng cây mẹ, nó rất là khỏe và rất là nhanh. Và với điều kiện là cái chậu này nó đang hơi thưa cho nên là mình cắm như vậy. Còn lại những cái ngó mà nó nhỏ 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 mà nó không có tiềm năng lắm thì các bạn ngắt đi ha. Đây này, những cái dâu như thế này các bạn này, nó rất là dày. Và các bạn vẫn thấy cái dâu của mình là nó vẫn có hoa các bạn nhá. Đây này, vẫn ra ngó. Nhưng mà trong cái trường hợp này này thì các bạn nên là ưu tiên cho cái việc là nếu mà nó dày quá các bạn đừng có cắm cái ngó nào mà các bạn bỏ ngó đi các bạn nhá. Bỏ ngó đi nhá. Đây này. Nó rất là dày và các bạn bỏ ngó đây này. Những cái ngó thì nếu như các bạn mà thích thì các bạn để, còn không thì nó tốt mà nó dày như này các bạn bỏ đi nhá. Đây này đã tốt như này này. Và những cái cây tốt thì nó vẫn ra quả này. Các bạn thấy không? Nó vẫn ra quả, nó vẫn ra ngó thì các bạn biết rồi ha. Nó phải là vẫn có đủ dinh dưỡng đúng không? Vẫn có đủ dinh dưỡng và nó vẫn có độ sung thì nó vẫn ra hoa ra quả bình thường. Tất nhiên là nó có chất lượng hay không thôi các bạn nhá. Đây này. Những cái quả mà nó không có tiềm năng này thì chúng ta bỏ đi các bạn này, để cho nó nuôi những quả khác. Đây, nó tốt hơn ha. Nhưng mà cái cây này thì quả nó vẫn không có đẹp, không có hiểu lý do gì. Chúng ta thấy như thế này thì chúng ta cứ mạnh dạn đi ha. Cứ để ngó và để tỉa tốt cho này khác cho nó ok ha. Để cho nó nuôi quả, bây giờ nó quá dày rồi mà các bạn ha. Đây, sang đến cái dâu này, cây dâu rất là già, có là cái gốc dâu rất là cỗi nhưng mà quả vẫn ra quả các bạn này. Đấy thì các bạn có những cái lý do để các bạn xem cái video của mình đúng không? Bởi vì sao các bạn thắc mắc là dâu chưa có quả hoặc là dâu như thế nào, là cây dâu già như thế nào, thì tất cả những cái video của mình đều có thông điệp gửi đến các bạn. Đây,
các bạn thấy chưa? Đấy, cây dâu già vẫn có trái ha. Đấy, đó là những cái, đó là những cái kiến thức đó các bạn. Chứ chúng ta mà không xem, không chịu khó xem á, bởi vì chúng ta yêu thích cái gì chúng ta cứ mày mò xem kiểu gì trong những cái, có khi một cái câu nói thôi nhưng mà nó thể nó thay đổi các bạn đấy. Ừ, thay đổi có thể là các bạn làm theo hoặc là các bạn ra một cái là đây là các bạn, những cái gốc dâu rất là già, gọi là rất là dài nhưng mà vẫn ra quả này. Bạn thấy dễ thương chưa? New Zealand thì rất là khỏe. Đấy, đấy, các bạn thấy chưa? Quả cũng không được to thôi, nhưng bởi vì nó rất là già cho nên là thôi thì gọi là có hơn không đấy, đấy các bạn nhá. Là nhớ đó, dâu già, củ già vẫn có quả, củ dâu già vẫn có quả, và dày quá thì chúng ta không có thêm nữa nhá, không thêm mà ngắt đi. Nhớ là cho nó thưa lá, và nó mà sung quá mà nó cứ đẻ ngó như thế này thì các bạn dày thì các bạn trồng là không, mà không thì chúng ta bỏ ngó đi, những cái ngó như thế này là mình bỏ đây này, đây. Cái này đi, đây này, các bạn thấy không? Nhỏ 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 mà nó không có tiềm năng thì chúng ta nên tỉa bỏ đi ha. Lá già tức là tỉa đi chứ đừng có tiếc đâu. Lá bệnh nữa, đây này. Đấy, tỉa bớt đi các bạn nhá. Và đây. Đấy, lâu lâu thì có những cái cây mà cũng ít cho đất để chăm sóc nhưng mà cái rất là khỏe, chỉ có tưới nước thôi các bạn. Đấy. Cỏ thì đôi khi nó cũng là cái tác dụng, các bạn biết không? Những cái chậu dâu mà để như thế này thì cái nó che được độ ẩm, nhưng mà phải nói là khi mà cây dâu nó đã đến mùa thì mình nghĩ là có những cái mà đôi khi chúng ta không quá chăm sóc thì nó vẫn có kết quả, các bạn thấy không? Có những cái cây dâu này bởi vì năm ngoái nó rất là đẹp nhưng mà năm nay thì nó thưa thưa thế này, nhưng mà các bạn thấy nó vẫn có quả đúng không? Thì vẫn hái có quả này, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, New Zealand mà nhớ là mốc map đúng không các bạn ạ? Đấy, cỏ thì nhưng mà cái cỏ mà nó dễ dài á, cái cỏ mà kiểu như cái cỏ đế á, thì cái rễ nó dài là nó ăn cái chất dinh dưỡng rất là nhiều, nhưng mà cái cỏ như thế này các bạn này đôi khi nó cũng che cho cái nó làm mát, ví dụ như mình để ngoài nắng á, mà có những bữa rất là nắng mình cứ tưởng tượng là nó hỏng đi, nhưng mà không có ạ. Cái cỏ nó cũng là một cái tác dụng để nó che cho cái một cái lớp ở trên thôi. Đấy, nhưng mà nó đủ cái đất vì cái rễ dâu nó cắm sâu xuống dưới thì nó vẫn ra hoa ra quả bình thường, chúng ta cứ dọn dẹp rồi mình vẫn tưới phân cho nó mà các bạn ha. Đấy, nó cũng rất là hay. Đấy, một trong những cái trải nghiệm cũng rất là vui các bạn ha. Những đôi khi lười 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 nhưng vẫn có kết quả đấy. Nên là các bạn cứ chăm sóc kiểu như quá kỹ, kiểu như là cưng con nhà giàu ha, cho nó đủ thứ thức ăn mà nó có ăn được đâu, nó có dễ đâu mà nó hút đúng không? Như là gốc có vững thì cây mới bền đấy. Cái rễ này là rất là sâu rồi, và cái này thì mình năm ngoái mình có, bữa trước mình có thêm đất và mình chỉ có tưới rất là đơn giản thôi, nhưng mà để tưới cũng không có chăm sóc những cái chậu dâu khác, nhưng mà nó cái mình thấy nó vẫn có lên được và nó vẫn có kết quả và vẫn có trái đấy. Thì dọn dẹp cho nó sạch sẽ và cứ để góc vườn vậy thôi, nhưng mà nó vẫn có trái các bạn nhá. Đấy, cũng rất là vui. Đấy, mình chia sẻ các bạn một chút buổi sáng như vậy và hái được ít dâu tây. Thì xin cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Đừng quên đăng ký kênh. Nhớ để lại comment nếu các bạn đang gặp khó khăn gì. Và mình tiếp tục chia sẻ những cái nội dung các bạn ở những video lần sau. Bye bye nhé.